hai loại củ quả người có đường huyết cao đặc biệt nên tránh. 1. Quả óc chó. Nếu người có lượng đường trong máu cao ăn quả óc chó mỗi ngày cũng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của lượng đường trong máu. Mặc dù quả óc chó không có nhiều đường nhưng hàm lượng chất béo rất cao. Chất béo cung cấp cho cơ thể nhiều calo hơn carbon hydrate và protein. Vì vậy, nếu những người có lượng đường trong máu cao ăn quả óc chó thường xuyên sẽ dễ làm tăng đường huyết do dư thừa năng lượng. Nếu thích ăn quả óc chó, người bệnh tiểu đường nên ăn quả óc chó 2 lần một tuần, mỗi lần không quá 2 quả. 2. Khoai tây. Mặc dù khoai tây không phải là thực phẩm chứa nhiều đường hay carbon hydrate, nhưng chúng rất giàu tinh bột. Nếu người bị đường huyết cao thường xuyên ăn khoai tây, tinh bột sẽ dễ tích tụ trong cơ thể, khiến glucose bị phân hủy nhiều hơn và dẫn đến lượng đường trong máu dao động. Vì vậy, những người có lượng đường trong máu cao nên ăn ít thực phẩm giàu tinh bột như khoai tây,